Hello anh em, chào mừng anh em đến với channel của mình là Kia Ma Lộc Nguyễn. Thì để coi, chắc là hơn nửa tháng rồi mình không có làm clip nào hết về bất cứ chủ đề nào. Lý do là mình bị bệnh, nói chung là đang đổi mùa nên mình bị sốt và bị ho, đau họng. Bây giờ cũng còn đau họng, thành ra việc quay clip hơi khó, mình không quay. Nay thì bệnh bớt rồi, bớt nhiều rồi nên mình sẽ tiếp tục. Thì chào mừng anh em đến với chuỗi clip vẽ tào lao cái lao của mình. Ai thích thì xem, thích thôi. Thì đây là những cái clip dạy vẽ tào lao cái lao của mình thôi. Ai thích học miễn phí, không điều kiện đi học, muốn học miễn phí thì tới coi. Còn ai có tiền thì cứ tới trung tâm học. Mình không có bắt buộc khuyến khích các bạn coi clip của mình gì hết. Ai có tiền có điều kiện cứ tới trung tâm học. Còn ai ở nhà không đi được thì học YouTube, cứ tới học của mình và học của những người khác YouTube chị nha. Thì không nói nhiều nữa, thì mình đã cái chuỗi clip về vẽ tào lao của mình á, tới nay là mình thấy để buổi thứ sáu thứ bảy gì đó phát mình coi lại. Thì mình hôm nay sẽ nói về phần phối cảnh. Này là clip về vẽ tào lao phần căn bản thôi. Phối cảnh tức là ví dụ bạn muốn vẽ những cái chẳng hạn như cái background dạng style anime như thế này, giống vậy, hoặc là thế này, hoặc là thế này. Đó, tất cả những cái kiểu background như thế này nè, những cái kiểu không gian đó, thì bạn cần phải áp dụng gọi là quy luật phối cảnh vào, thì cái tranh của bạn sẽ có được chiều sâu và nó đúng, nó đẹp hơn. Chứ mấy cái này họ họ vẽ là họ có cái phối cảnh hết chứ không phải là họ vẽ tự nhiên. Phối cảnh là để bạn vào vẽ nhiều thứ nó cùng một không gian. Khi mà bạn không áp dụng quy luật phối cảnh vào á, thì bạn vẽ nhiều thứ, có thể là thứ này thuộc không gian này nhưng thứ khác thuộc không gian khác, thì nhìn nó sẽ không có lộn xộn, không có nhất quán. Bức tranh của bạn nó sẽ không có đúng, không có đẹp. Nó thì để vẽ được như mấy này á thì cần kinh nghiệm thôi, cỡ vậy thì cần kinh nghiệm vẽ nhiều thôi. Còn khi bạn áp dụng vào quy luật mấy cái nguyên tắc về phối cảnh bằng vẽ thì giúp bạn vẽ đúng hơn, đúng. Còn đẹp đó là phần mặt render đó thì tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng rồi. Rồi hoặc là bạn thấy vẽ những cái ạc cao siêu hơn thế này, không style anime, style real và semi hơn đó, hoặc là những cái flat ạc dạng cạc của Liên Minh nè. Đó, những cái này là đều có áp dụng phối cảnh vào hết. Phối cảnh nó sẽ giúp cho bạn tạo chiều sâu, tạo không gian cho bức tranh của bạn. Còn đối với những bạn nào vẽ mà nhân vật, concept nhân vật thôi thì thường không áp dụng quy luật phối cảnh mấy, chỉ dành cho những bạn nào vẽ cái gì đó mà có không gian, có background vào á thì mới xài phối cảnh. Rồi thì ngoài ra nó còn có cái dạng phối cảnh, nó là phối cảnh mình sợ thẳng luôn game Last of Us điển hình. Đây là phối cảnh dạng isometric, hay là phối cảnh này thì ta được xài rất là nhiều trong trong game. Thì nay nay Google đổi cái giao diện này. Đó, đây là những cái mà thuộc phối cảnh isometric. Phối cảnh isometric tức là cái phối cảnh mà một cái vật bạn có thể bỏ vô bất cứ vị trí nào cũng đúng hết. Đó, ví dụ như những cái này là chẳng hạn, cái này là bạn vẽ cứng. Còn isometric là bạn sẽ vẽ những cái mà thường áp dụng cho game đó, trong game, tức là cái đó là những cái khối mà bạn bỏ vô nằm chỗ nào nó cũng đúng hết. Ví dụ như cái nhà này để đây cũng đúng, để đây cũng đúng, để đây cũng đúng, để đây cũng đúng, nó để đâu thì nhìn nó cũng đúng, nó không bao giờ bị sai phối cảnh, thì là phối cảnh symmetric. Còn nếu như mà trong những cái phối cảnh dạng như thế này nè, dù cái con này bạn để đây đúng mà bạn để vị trí khác nó thể sai phối cảnh đi. Đó, ví dụ nhân vật này để không gian này đúng phối cảnh nhưng mà để vô không gian khác, ví dụ để không gian này là nó sai phối cảnh à, đó kiểu vậy. Nhưng mà isometric tức là cái cục đó bạn bỏ vô chỗ nào thì nó cũng đúng phối cảnh hết, tất cả những cái cục này bạn đảo vị trí với nhau được thì nó vẫn đúng phối cảnh luôn, thì nó không có điểm tù. Rồi thì giờ không nói nhiều nữa, nói lan man cái lý thuyết đó. Mình học lý thuyết ít lắm, mình kém bằng lý thuyết lắm, mình thẳng vô thực hành luôn. Rồi thì phối cảnh nó sẽ có bốn cái dạng phối cảnh căn bản là một điểm tù, hai điểm tù, ba điểm tù và isometric. Thì những cái phối cảnh căn bản nó hay được xài. Ngoài ra nó còn có nhiều loại phối cảnh khác như phối cảnh đường vòng cung, lưới mắt cáo gì gì đó, nó có rất là nhiều. Thì các bạn học thì căn bản cần biết ba cái phối cảnh này là được rồi, đó phối cảnh 1, 2, 3 điểm tù và isometric.
Thì phối cảnh một điểm tụ là gì? Một điểm tụ tức là nó có một điểm để tụ về. Thì đầu tiên ta phải xét đó là đường tầm mắt. Trước khi vẽ mà bạn phải xét đó là đường tầm mắt. Ví dụ bây giờ mình sẽ cho là tầm mắt màu đỏ. À, mình có cái đường tầm mắt. Đó. Cái tiếp bạn xác định đó là điểm tụ. Điểm tụ là ở ngay đường tầm mắt, trên đường tầm mắt hay là dưới đường tầm mắt. Bạn xác định vị trí của điểm tụ trong tranh mà bạn muốn vẽ. Ví dụ một điểm tụ, mình xác định điểm tụ chỗ này. Đó. Đây là điểm tụ. Rồi giờ mình muốn vẽ một cái hộp. Vẽ một cái hộp. Tôi vẽ một cái hình dung mình đang giữ xiếc đó nha. Đây, vẽ này cho nhanh. Máy này đó. Nó sẽ tụ về điểm tụ. À, đây sẽ là cái khối hợp một điểm tụ. Đó. Thì cái khối này nó sẽ tụ về cái điểm tụ. Nhưng mà vẽ vậy thì cực quá. Đó, nó cực quá. Chính xác hơn nữa là nó sẽ có cái ở đây nè, nếu như bạn nào vẽ mà lấy cái phía sau nữa là nó sẽ có ở đây nữa. Phối cảnh màu điểm tụ là phối cảnh mà cái hộp nó sẽ bị kéo về phía điểm tụ. Và nhớ là một điểm tụ thì nó sẽ tụ về một điểm, hai điểm tụ là nó sẽ tụ về hai điểm, ba điểm tụ thì nó sẽ tụ về ba điểm. Thì một điểm tụ là nó sẽ có một mặt là hai cạnh song song nhau, giống như vậy nè. Nó chỉ có tụ về một điểm thôi, còn mấy cái kia thì giữ nguyên. Nhưng mà khi bạn vẽ một phối cảnh màu điểm tụ á, bạn vẽ theo kiểu này á, thì nó khó quá, thì thành ra là để cho người mới dễ học á, thì người ta tìm ra một cách đó là cái mặt trời điểm tụ giống vậy nè. Thì bạn bỏ mặt trời này vào ngay vị trí của điểm tụ mà bạn muốn. Đó, giờ mình tắt hết hai kia nè. Chừa lại cái vị trí điểm tụ nè. Đó, để mặt trời điểm tụ này vào ngay đó. Thì giờ bạn vẽ muốn vẽ cái khác á, hình hộp á. Không, vẽ đơn giản thôi mà bạn vẽ đầu tiên cái bạn vẽ 1 2 3 tụ và cách vẽ dễ lắm. Bạn vẽ một cạnh đó, cái cạnh nào mà nó gần các bạn nhất á, và bạn vẽ đại một cạnh nào đó. Nó vô giờ mình vẽ một cạnh đó. Sau đó mình vẽ hai cạnh nối với này, thì một cạnh vì nó có một điểm tụ thì hai cạnh cái đường này nè nó sẽ nối vào phía điểm tụ, nên giảm cái này xuống. Rồi. Vẽ bạn vẽ cho nó vừa với cái lằn của cái mặt trời điện tụ luôn á, của cái hình điện tụ á, thì nó sẽ giúp bạn vẽ dễ hơn nữa. Rồi bạn vẽ tiếp hai cạnh. Giờ bạn vẽ nối cái này vào hả? Rớt kia thì rớt này mệt quá.
thì bạn có được cái khối hợp một điểm tụ. Khối hợp và ổn tụ là khối hợp mà nó sẽ có hai cái cạnh song song nè, hai cặp này nè, cặp 1 1 và cặp 2 2 song song với nhau, còn lại nó sẽ kéo về phía điểm tụ. Bây giờ ví dụ như mình dời cái điểm tụ này xuống dưới dưới này, dời điểm tụ xuống dưới thì tương tự cái hình hộp của bạn vẽ cũng như vậy thôi. Đầu tiên mình sẽ vẽ ra một cạnh, rồi mình vẽ xa xa điểm tụ ra hơn đó. Xong nè. Đó, thì bạn sẽ được có cái hộp nó sẽ một điểm tụ là những cái khối giống vậy. Thôi bạn cứ nhớ là cái nào cái cạnh nào mà hướng về phía điểm tụ á, thì nó sẽ trùng vào nhau, còn tất cả những cái cạnh không hướng về phía điểm tụ á, là nó đều song song với nhau nè. Ví dụ như cạnh này nè, cạnh số 1 nè, cạnh này, cạnh này, cạnh này, những cạnh hướng về phía điểm tụ thì nó sẽ chụm về điểm tụ chứ nó không song song với nhau. Còn những cạnh không hướng về điểm tụ, ví dụ như hai cạnh này, mấy cạnh này sẽ song song nè. Đó, hoặc là cạnh chữ O này nó song song với nhau. Đó. Còn những cạnh mà có ba gạch này là không song song nè, nó sẽ tụm về phía điểm tụ. Vậy tức là sau này khi bạn vẽ nhiều rồi, bạn không cần tới cái mặt trời điểm tụ nữa, thì bạn cũng có thể vẽ được cái có ví dụ giờ mình cho cái điểm tụ nó trùng với cái đường luôn mình vẽ nè. Đó. Bạn cũng vẽ y vậy thôi. Khi mà có điểm tụ bạn sẽ vẽ theo cái kiểu mà ước lượng nhắm chừng thôi. Đó, hai cạnh song song. Mình giả sử có cái điểm tụ nằm đâu trên đây đi. Nó nằm đâu trên đó nha. Rồi. Nó thì những cái cạnh nào hướng về phía điểm tụ thì nó sẽ hơi chụm vào nhau. Rồi những cạnh không không hướng về điểm tụ thì nó sẽ song song với nhau. Đó. Thì bạn sẽ vẽ được một cái gói hợp có phối cảnh. Nhưng mà cái điểm tụ này sẽ là cái điểm tụ ước lượng, nó không chính xác ở đây, nó nằm ở đâu đó phía trên này nè, sâu sâu vô trong nó, nhưng mà chỗ nào đó. Cái quan trọng là cái hộp này nó có một điểm tụ, bạn đang vẽ nó đúng với khối cảnh một tụ, là những cái cạnh nào không hướng về phía điểm tụ thì nó song song với nhau, những cạnh nào hướng về phía điểm tụ thì nó sẽ chụm lại. Nói thì vòng vo khó hiểu, bạn vẽ hai ba hình là bạn hiểu thôi, nó đơn giản vậy á. Cái vẽ cái khối hợp 1, 2, 3 điểm tụ nó dễ lắm. Cái vẽ con người hay cái vật gì đó vô trong cái hộp đó nó mới khó. Cái đó nó mới cần nhiều kinh nghiệm. Ví dụ như hình này vậy hả. Việc vẽ cái con người nè vô trong khối cảnh vẽ thẳng như vậy, nó cần có bạn phải có kinh nghiệm này. Này nọ bạn vẽ. Nên thành ra đối với người mới để dễ nhất đó, là các bạn vẽ một cái hộp. Hộp đúng khối cảnh của con này, xong rồi bạn vẽ con nhỏ này vô trong cái hộp đó, nhỏ này đứng đúng trong chừa khít trong cái hộp đó thì nó sẽ đúng với cái phối cảnh đó, nó kiểu vậy. Đối với người mới nó sẽ dễ hơn là bạn vẽ đúng nguyên con người giống như những cái có phối cảnh kiểu này. Rồi thì tóm gọn lại là ở phối cảnh một điểm tụ là bạn vẽ ra cái hình đó, mà cái bạn vẽ cái khối hộp sao cho những cái cạnh nào mà hướng về phía điểm tụ thì nó sẽ chụm vào nhau, còn những cái cạnh nào mà không hướng về phía điểm tụ thì nó song song với nhau, những cái cặp cạnh nó song song với nhau. Rồi vậy hai điểm tụ hai điểm tụ cũng tương tự. Đầu tiên bạn sẽ có cái đường tầm mắt,
các bạn sẽ có vị trí điểm tụ, mình sẽ xài cái hình này luôn nè, có này vào vẽ nhanh dễ hơn nó này, có cái điểm tụ bên này, hai điểm tụ thì y như cái nói thôi, nó sẽ có hai điểm giảm quality xuống đó. Rồi để vẽ nó cũng như vậy luôn, bạn sẽ vẽ một cái cạnh mà nó không có hướng về phía điểm tụ á, sẽ đài một cái cạnh không hướng về phía điểm tụ của khối hợp đó. Sau đó vẽ những cái cặp cạnh hướng về phía điểm tụ nè, bên này, bên này đó. Rồi những cái nào không hướng về phía điểm tụ thì nó song song với nhau. Nói là đó, cái này hướng về phía điểm tụ nè, này hướng về phía điểm tụ nè, nó easy, quá đơn giản không. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái này, tạm tắt thằng này đi. Rồi thì kế tiếp nữa là vẽ cái vậy, thì khi không có cái mặt trời này thì nó sẽ như thế nào, tại vì không phải lúc nào cái điểm tụ nó cũng sẽ nằm trong đây, có khi mà bạn vẽ bạn muốn cái điểm tụ nó nằm xa tức mù khơi ngoài kia kìa, chứ không phải là bạn muốn cái điểm tụ nó nằm trong tranh này luôn đó. Thì vậy vẽ làm sao, thì đối với những cái mà có cả tham tụ đó, thì bạn cũng vẽ ấy đơn giản thôi, và bạn vẽ cho mình cái đường tầm mắt. Rồi bạn ước lượng đại cái vị trí điểm tụ là ở trên hay dưới đi. Thì bây giờ mình ước giả sử là hai điểm tụ là hai góc trên y chang cái nãy, hoặc là giờ mình tưởng tượng là hai điểm tụ là hai góc trên như cái nãy nha. Thì đầu tiên bạn cứ vẽ một cái cạnh không song song với hai điểm tụ, ví dụ điểm tụ lúc đây với đây có cái điểm tụ nằm xa lúc đi, thì vẽ một cái không song song với điểm tụ, sau đó bạn vẽ hai cái cạnh hướng về phía điểm tụ. Đó, ví dụ vậy thì bạn xác định độ dài của cạnh, ví dụ như độ dài của cái cạnh phối hợp là tới đây đi. Kế tiếp cái nào mà nó hướng về điểm tụ thì nó chụm lại với nhau, nó không có song song kiểu vậy mà nó chụm lại. Rồi cái nào mà không hướng về phía điểm tụ thì cứ kẻ thằng song song với thằng mà trước thôi, cái này cũng hướng về phía điểm tụ, tiếp tục chụm lại độ dài. Thì bạn sẽ có được cái phối hợp mà cái điểm tụ đó là cái nằm ở vị trí xa xôi đó, cái vị trí bạn ước lượng thôi. Thì bạn vẽ tranh này không phải là bạn vẽ kiến trúc sư vẽ ngôi nhà, mà bạn phải vẽ chính xác là cái bối cảnh đúng vị trí điểm tụ là thế nào, bạn vẽ ước lượng đúng thôi. Là bạn làm kiến sư thì bạn cần phải đúng đúng cái thông số, còn bạn vẽ tranh này không cần phải đúng thông số lắm, tại có những tranh điểm tụ nằm lúc là sao vẽ được điểm tụ ngoài này, bạn vẽ vô kiểu gì ví dụ vậy đó. Thì cái nguyên tắc vẽ nó là vậy thôi. Rồi tóm gọn lại, phối cảnh hai điểm tụ là cái phối cảnh mà những cái nói chung là điểm tụ tức là cái cạnh nào hướng về phía điểm tụ thì nó sẽ chụm vào liền nhau, còn những cạnh không hướng về phía điểm tụ thì nó sẽ song song với nhau, cứ vậy thôi. Tương tự ba điểm tụ đầu tiên cũng là vẽ một cái đường tầm mắt. Rồi mình có cái mặt trời này. Một điểm tụ nè, hai điểm tụ nè, ba điểm tụ nè. Rồi ví dụ mình có đây là cái phối cảnh ba điểm tụ thì có ba điểm tụ, mà khi nó có ba điểm tụ rồi á thì cái phối hợp của bạn nó sẽ có ba cái cặp cạnh là ngang dọc cao luôn, thì nó lại trùng vào hết rồi, cái nào nó cũng sẽ hướng về phía điểm tụ hết rồi. Bạn có vẽ cái phối hợp mà vẽ ba điểm tụ thì nó không có cái cạnh nào song song với nhau nữa, cho
thì cái lúc này cái bàn vẽ cũng bàn vẽ màu cạnh nữa, nhưng mà cái cạnh lần này cái bàn vẽ cái cạnh nó phải sao ta, nó cái cạnh nó phải đi trên cái điểm tụ luôn. Dù cạnh đầu tiên bạn muốn vẽ theo điểm tụ nào cũng được, hai cái cạnh đầu tiên mình sẽ vẽ trùng những cái điểm tụ với này nha. Rồi cạnh đầu tiên xong, kế tiếp hai cạnh kế sẽ song song với hai cái, nó sẽ hướng về hai điểm tụ kia. Rồi giờ thì bạn vẽ nối nào thôi. Đó. Nó không trùng điểm tụ thì bạn canh ước chừng cho nó song song với cái mặt trời kế bên đó. Thì bạn sẽ có được một cái hộp có cảnh ba điểm tụ. Tương tự nếu như không có điểm tụ thì vẽ làm sao, thì bạn cũng bước lơ chừng như vậy, thì bạn sẽ vẽ đại một cạnh, bằng giả sử cái cạnh đó nó hướng về phía điểm tụ, không giả sử cái điểm tụ này vuông góc với này rồi cho dễ đó. Rồi hai cái cạnh nối nó về phía hai điểm tụ kia. Đó, nó sẽ chụm đầu vào nhau, nhưng mà cái này nè nó sẽ chụm xuống dưới, cái điểm tụ nằm đâu đây nè, nó không còn song song nữa, thì mình cũng sẽ vẽ cho nó chụm xuống dưới đó. Rồi mấy thằng này cũng thế, chụm luôn. Thì bạn sẽ có được cái hối hợp ba điểm tụ. Cái vật bạn vẽ mà nó có cái cảnh vào á, thì cái hộp đó bạn nhìn rồi sẽ cảm thấy nó thực hơn, nó có lực hút, nó có chiều sâu hơn. Nên thành ra vẽ lúc nào cũng gán cho nó có cái cảnh một chút, rồi bạn vẽ mà có cảnh isometric á, thì nó lại không có tạo được cái cảm giác sức hút. Isometric là có cảnh kiểu rõ ràng, mà có cảnh bạn hay vẽ là kiểu rõ ràng vậy luôn á. Nếu như mà kêu vẽ một cái phối hợp á, là bạn sẽ vẽ đúng phối hợp là của isometric luôn. Bình thường nếu như kêu vẽ một cái hộp phấn là bạn sẽ vẽ ra cái hộp là đúng isometric luôn, là tất cả cạnh nó song song với nhau. Cái phối cảnh này là phối cảnh mà trong thực tế bạn không bao giờ nhìn thấy được, tại hai con mắt của bạn mà nhìn cái ra ngoài á, là nó lúc nào nó sẽ có điểm tụ hết, nó không bao giờ bạn nhìn được cái vật mà dưới dạng không có điểm tụ. Mới bắt đầu học vẽ thì bạn vẽ khối hợp thôi, khối hợp sau đó bạn vẽ cái những cái nào đó dạng vuông như vậy luôn. Ví dụ bây giờ mình sẽ vẽ này thành cái bàn nha, đó, nó sẽ có cái chân bàn này, một cái chân bàn đó, hai cái chân bàn. Chân bàn, cái chân bàn kia bị che đó. Đầu tiên các bạn cố gắng vẽ nó dưới dạng nói sao dễ hiểu mà đó, bạn vẽ dưới dạng vuông cạnh thôi đó. Từ cái phối hợp bạn sẽ vẽ ra được một cái ghế, cái bàn nó nằm trong vừa khít trong cái khối hợp đó, thì mình sẽ có cái ghế, cái bàn nó với phối cảnh isometric luôn đó. Hoặc là các bạn bây giờ mình sẽ quay về cái hai điểm tụ đi đó, giờ mình muốn vẽ một cái khối trụ trong này đó, thì này xuống này đó, mình sẽ vẽ hết cái mặt sau luôn. Cái tiếp theo thì vẽ cái hình tròn
cực quá. Lắp vào đi tò mà mình xài thôi, cái máy mình áp dụng cái máy mình hơi đâu mình ngồi đó mà đừng có gò bó quá trong cách vẽ của bạn. Bạn vẽ thổi máy lên, bạn vẽ làm sao cho nó ra đúng rồi là được. Bạn vẽ máy bạn xài hết những cái gì của máy đi, đừng có cố gắng mà ngồi đó mà vẽ những cái bạn không vẽ được, nó mất thời gian lắm đó. Cái mặt này ra phía sau này cũng như vậy luôn, quáp nó ghi cho nó thích vô. Đó, bạn sẽ có được cái khối trụ mà nó nằm trong khối cảnh hai anh trụ đó. Ngon ăn giờ. Giờ nó đi qua phân cảnh isometric, isojet nó sẽ có cái lưới isometric giống vậy. Cái lưới này bạn tự làm được, mình sẽ up kèm một cái link, mình có cái clip isometric rồi thì mình sẽ up kèm cái link của cái clip ở dưới phần mô tả về cái cách tạo cái lưới isometric này nè. Thì ở dưới mô tả bạn nào cũng xem làm cái lưới này làm sao để làm, hoặc là mình up cái file này lên bạn lấy cái lưới này để dành bạn xài cũng được. Rồi phối cảnh isojet là phối cảnh mà mọi thứ nó không có điểm tụ. Rồi vô vẽ luôn này, tương tự vẽ cạnh đầu tiên, vẽ hai cạnh nối với đó xác định độ dài luôn. Xong cái hay của isometric, cái lợi isometric là bạn có thể làm như thế này, ví dụ như cái hộp này nó bị dài xuống mà muốn nó vuông hơn cắt ra di chuyển lên nó vẫn đúng. Tức là khối cảnh isometric là khối cảnh mà mọi cái khối hợp trong này nó đều có tất cả các cạnh thông giống nhau, nó không có tụ gì điểm nào hết là isometric. Rồi nếu như vẽ không có lưới thì bạn cố gắng vẽ làm sao mà nó song song với nhau hết thì nó sẽ ra cái khối cảnh isometric này, ví dụ như vậy hai cạnh này chắc chắn song song rồi. Quên, nó hai này là song song rồi. Giờ nối mấy này lại thì độ dài của mấy này giống nhau đó, nó hai thằng này cũng như song song luôn. Rồi giờ việc đơn giản là vẽ thêm một cái song song nữa, nó là nó sẽ ra là có cảnh isometric. Nếu như không có cái lưới này mà vẽ nó song song nhau là nó sẽ ra isometric. Mấy này bạn ước lượng thôi, khi mà các bạn vẽ nhiều bạn cần phát thảo nhanh, sketch nhanh á thì các bạn không cần phải vẽ chính xác tuyệt đối đâu, các bạn vẽ nó ước lượng nó gần đúng là được rồi. Mấy cái này thì nào bằng tới lúc mà bạn vẽ nhiều bạn vẽ tranh thì bạn sẽ tự cảm nhận được, tại có những cái họ không chừng nào bạn vẽ kiến sư bạn cần cái thông số chính xác để xây nhà, tại vì xây nó nghiêng nó lật nó đổ cái gì đó rồi. Nó cần có cái để tính cái con số chính xác,
Còn khi bạn vẽ tranh nó chỉ là một sản phẩm bức tranh thôi, thì lúc mà bạn sketch nhanh á, thì bạn ước lượng thôi, bạn vẽ nhiều ước lượng, tại bạn thấy có nhiều họa sĩ á, họ vẽ speed pen họ vẽ trực tiếp trong mấy cái gọi là cái gì ta, workshop nữa, họ không có để lưới, không có để mặt trời có cảnh, lưới có cảnh gì ra hết, họ cứ vẽ xong rồi ra nó vẫn có cái cảnh, là họ vẽ nhiều trong đầu họ có, họ tự ước lượng được mấy cái bối cảnh đó. Họ ước lượng trong đầu mà không cần cái lưới đó để họ nhìn đó, đó là vậy. Mình nói cho bạn hiểu là thực sự là có cái lưới đó, nhưng mà có trong đầu họ, họ không có để lên màn hình cho bạn thấy, họ không có cần vẽ ra, tại vì họ nhớ trong đầu rồi, thì cách họ vẽ đó là cái một trong những cái nguyên tắc mà để nhớ, đó là như mình nói vậy đó. Rồi giờ sẽ quay lại ôn hết mấy phần này. Một điểm tù bài tập của phần phối cảnh này thì đơn giản lắm, bạn vẽ cho mình một cái phòng, cái phòng để coi và vẽ mình cái phòng tầm nào ta, cỡ nào được ta, này thì hơi đơn giản quá, có phòng là nó nhiều nhiều thứ hơn. Mình kiếm xíu coi có cái nào ví dụ trong này không? Ừ có nè, mấy cái này nè, một điểm tụ hả, này cũng một điểm tụ nè, cái này được nè, kiểu giống vậy. Một cái phòng, cái phòng học, một cái phòng, một cái phòng làm việc gì đó, một điểm tụ, hai điểm tụ, ba điểm tụ luôn, vẽ đúng cái phòng đó ở dạng một điểm tụ, hai điểm tụ, ba điểm tụ với xô chiếc luôn, là bạn đã thành công phối cảnh rồi, là bạn cứng phối cảnh căn bản rồi. Nếu bạn vẽ được một cái phòng đó với bốn dạng phối cảnh như mình nói, trước khi vẽ được cái đó thì bạn cần phải vẽ những thứ đơn giản thôi. Bạn bài tập đầu tiên là bạn vẽ cho mình là năm bảy cái hộp gì đó, cái hộp hình chữ nhật, hình vuông, hình chữ nhật dài thiệt dài, hình chữ nhật vừa vừa, hình chữ nhật ngắn, hình vuông nhỏ, hình vuông bự gì đó, rồi ở phối cảnh một điểm tụ, hai điểm tụ, ba điểm tụ, đi xung chích, bạn cần vẽ phối hợp cho mình thôi. Sau khi bạn vẽ để coi mỗi thứ năm cái đi, là bạn vẽ được để coi 5, 10, 15, 20, 20 phối hợp, thì bạn sẽ đi vào vẽ bàn ghế, cái bàn với cái ghế giống này của mình vẽ nè, cái bàn cái ghế kiểu giống vậy. Bạn vẽ cho mình nhiều loại ghế, nhiều loại bàn, mỗi thứ năm cái, ví dụ năm cái ghế, năm cái bàn cho bối cảnh một hai ba điểm tụ luôn đó. Rồi bạn vẽ nhiều đó ra, sau khi bạn vẽ xong cái bàn với ghế rồi á, thì ok bạn vào bạn vẽ cái phòng của bạn, vẽ cái phòng làm việc, hay là bạn vẽ một cái kiểu như vậy, một cái phòng ăn, phòng bếp, phòng làm việc, phòng ngủ, hay thậm chí bạn chơi luôn cái kiểu vậy cũng được, bạn vẽ luôn cái kiểu background dạng đơn giản này, bạn có thể lên mạng search những cái này về, bạn vẽ những cái này cho mình cũng được, nhưng mà cái vị trí của điểm tụ bạn đừng có đặt trùng với nó. Ví dụ bạn ok tao sớ đi thằng này để coi, cái này song song này, hai điểm tụ nè, rồi bạn để hai điểm tụ của bạn, bạn vẽ lại cái hình này với cái vị trí điểm tụ của bạn, vậy là được rồi đó. Hoặc là cái tranh một điểm tụ này đó, bạn vẽ lại y chang cái tranh này luôn cũng được đó, không cần thiết bạn phải tự nghĩ, nếu bạn thích tự nghĩ là tự nghĩ. Nhưng mà cái mà khó tức là bạn vẽ cái tranh này ở bốn dạng phối cảnh luôn đó, cái đó mới là khó. Nên bạn đừng vẽ những cái này, những cái mà có cây cối quắn 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 này nè, nó sẽ khó vẽ phối cảnh đi xung chiếc dữ lắm. Bạn vẽ những cái mà nó đơn giản như cái phòng thôi, những cái bàn hay những cái gì nó kiểu giống vậy nè, thì bạn sẽ dễ đưa qua phối cảnh đi xung chiếc hơn. Đừng có những cái cây hay những cái núi, những cái đó vẽ phối cảnh đi xung chiếc người mới khó lắm,
hãy tìm những cái vật mà hình dạng nó dạng như khối hộp á, thì nó sẽ dễ cho bạn hơn. Bạn đang làm quen người mới mà. Rồi. Đó. Mình sẽ quay lại và mình sẽ demo luôn. Mình sẽ vẽ luôn cái ghế. Mình sẽ vẽ cái ghế với ba dàn quang cảnh luôn. Bốn dàn quang cảnh luôn mà bạn vào. Điểm tù này nó hơi kém qua này đi. Vẽ nó trùng trùng vô đây cho nó dễ, là bằng mới vẽ mà. Nào dư xóa. Xong xong rồi là mình vẽ cái lằn này nè, là nó xong, nó gần xéo xéo chùm chùm với cái đường của cái lưới tụ đó. Này xong xong với cạnh kia rồi. Một cái ghế dài, một điểm tụ. Tương tự giờ qua ghế, cái ghế dài hai điểm tụ vậy thôi. Đó, hai điểm tụ giờ mình tính nó dài về phía nào, mình sẽ cho nó dài về phía bên này, phía này sẽ ngắn. Mới bạn vẽ nó ở dạng những cái vật của bạn vẽ ở dạng vuông vuông á, nó dễ hơn. Đừng cố gắng vẽ những cái dạng phức tạp, vẽ những cái dạng đơn giản thôi. Hai này là nối nhau luôn, là nó sẽ cùng chiều cao này. Xéo xéo vô này hả? Tương tự thằng này nó xéo xéo chùm chùm vô đây nè, chân này hơi bự rồi. Đây là cũng là cái ghế dài đó, nhưng mà nó sẽ nằm ở dạng có cảnh hai điểm tù đó, là một cái tù nè, hai cái tù à, nó khác nhau. Khi bạn để hai cái này là nó nằm gần nhau à, nó cảm giác cái này nó sẽ bị méo đó. Cái này nó sẽ bị méo méo quẹo quẹo như sao á, tại vì
khi bạn so với một cái phối cảnh khác thì nó sẽ bị vậy á, nhưng mà khi không có cái đó thì bạn sẽ không thấy nó méo nữa đó. Phối cảnh một ông tù nếu như bạn dời cái hình này nó đi tới một cái vị trí khác là nó sẽ bị sai phối cảnh liền, nó chỉ nằm đúng phối cảnh khi mà nó đúng cái vị trí đó thôi. Đó là những phối cảnh mà có điểm tù đó là vậy đó, hai điểm tù mà bạn dời đi là nó sai phối cảnh liền. Nên đồ đạc trong phòng mà hai điểm tù của bạn không dời được, cái ghế đó nó nằm ở đó, nó chỉ nằm đúng ở đó thôi, bạn dời vô khác là nó bị méo liền. Đó. Rồi tương tự ba điểm tụ xin lại mấy cái điểm tụ ơi. Đó, một cạnh ba điểm tụ, giờ mình sẽ đổi vị trí lại cho điểm tụ lên trên, hai điểm tụ xuống dưới này. Vẽ này thì tạo cảm giác cái đó nó cao, nó bự hơn kiểu vậy, nó cao lên, nó nhọn lên. Rồi này không nói nhiều, vẽ luôn, mình cố gắng cho nó để cho cái này nó đẹp đẹp á. Mình sẽ cho mấy cái này nó điểm tù, hai điểm tù nó song song với nhau, cái điểm tù thứ ba nó trùng trùng với cái có cái đường trùng trùng với cái cạnh này, cho nó dễ dàng chút. Rồi tầm này được rồi, vào vẽ luôn, bước luôn. Cái đầu tiên, cạnh đầu tiên, cái ghế. Rồi cái tiếp là xác định nó dài về phía nào. Cái bàn này thì nhìn từ dưới lên này, mình đổi lại cho nhìn từ trên xuống. Cuối cùng quay lại vị trí cũ, khuôn nạn cạnh của mình là rồi. Rồi nó dài phía bên này luôn, mình thích nó dài bên trái. Rồi ngắn nó phải cạnh cạnh nó phải xém xém với cái điểm tù mới được nha. Rồi giờ tương tự thôi, này nó hơi khó vẽ hơn cái kia là bạn không có, nó không có cái đường nữa bạn, cái đường nào nó cũng phải chụm chụm lại với. Phải chùm 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 lại, nó không có song song. Đó, đây là cái bàn ba điểm tụ méo xẹo luôn, không có điểm tụ là nó méo xẹo, nó quẹo 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 luôn đó. Còn có cái mặt trời điểm tụ vào thấy nó đúng đúng hơn liền đó. Tập làm quen với mấy này đi, thường một số tranh đó, họ vẽ theo cái kiểu mà hai nhiều điểm tụ, tại cái bạn thường hay thấy người ta vẽ nhất là một điểm tụ, nó tạo cảm giác thuận mắt nhất, tại bạn hay thấy á. Còn hai ba điểm tụ thì nó tạo cảm giác hơi nghịch mắt, nên mà nhìn thấy nó hơi bị méo, hơi bị quẹo quẹo quá. Bạn vẽ một thứ thì nó vậy, nhưng mà vẽ cả một bức tranh thì nó tạo cảm giác nó có lực hút, có cái lực hấp dẫn riêng, cái style hấp dẫn, cái độ hấp dẫn của tranh riêng về những cái phối cảnh đó kiểu vậy. Cuối cùng là isometric, xin cái lưới isometric. Rồi isometric là cái dễ nhất,
cũng dài phía bên này, cục đòn thế này. Khi xuống cái chiếc là được cái là cắt nối nó dễ dàng. Mình đang giữ shift vẽ nha, giữ giữ shift nó nhanh hơn là mình vẽ dày nó rõ ràng đúng không bạn, dễ nhìn chứ mình gặp cái kiểu méo 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 của mình nó mà khó nhìn lắm. Người bạn mới và nên cố gắng vẽ cho nó rõ ràng nhất để nó đúng nhất, còn khi mà vẽ méo 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 mà mình không có cảm giác được nó đúng hay nó thay nó đẹp hay không thôi. Đây là những cái ghế bàn nằm ở những phối cảnh khác nhau, nếu như ba bạn vẽ nó khác phối cảnh hết luôn mà bỏ vô chung không gian đó là nhìn nó rất là kỳ. Nhìn cái này nó không còn là cái ghế chân bằng nhau nữa mà cái này thành cái ghế chân thấp chân cao, cái này cũng thành cái ghế chân thấp, cái này là ghế bình thường, ghế này nó bị méo hơi nhọn, nó hơi bị lệch lệch, cái này nó bị gãy giòn rồi đó. Nó sẽ theo cái phối cảnh mà chính của bạn, những cái khác nó sẽ bị méo bị quẹo, còn đúng không trong phối cảnh của nó thì nó đúng. Rồi thì quay lại chung vấn đề á, thì bạn nhớ là bạn bạn đang học người mới, bằng vẽ là bằng vẽ khối hợp thôi, xong rồi bạn vẽ mọi thứ nằm bên trong cái khối hợp đó, bạn vẽ cái ghế, cái giường, cái gối, cái máy tính, cái laptop, cái bạn vẽ cái quạt ha, con người gì đó nó ngồi vừa trong cái hộp đó là nó đúng trong phối cảnh đó rồi. Thì phối cảnh một điểm tụ là phối cảnh mà những cái cạnh mà hướng về phía điểm tụ thì nó chụm vào, còn những cái cạnh còn lại nó song song với nhau, hai điểm tụ ba điểm tụ vậy, miễn có điểm tụ là những cái cạnh hướng về phía điểm tụ nó chụm vào, còn riêng phối cảnh isometric là phối cảnh mà có thể bạn có thể hiểu là không có điểm tụ, nó luôn luôn song song với nhau các cạnh. Bài tập là đầu tiên bạn vẽ năm cái khối hợp không có dạng phối cảnh 1, 2, 3 điểm tụ isometric, sau đó bạn sẽ chuyển sang vẽ năm cái bàn, năm cái ghế khác nhau. Cái ghế là nó ngồi thường nó như vậy, cái bàn thì cái chân nó thường sẽ bị thụt vô trong, hiểu bài vậy không? Cái ghế bạn ngồi, ghế mà ngồi thường là nó bằng khít luôn, mấy ghế này bạn hay thấy ở hồi xưa ở trường học ta hay vẽ kiểu này á. Còn cái bàn thì cái bàn tròn cũng được, nó cho nó khó. Thì năm cái bàn ở phối cảnh 1 2 3 điểm tụ đi xong luôn. Và cuối cùng đó là bạn vẽ cái phòng cho mình, phòng đơn giản giống vậy thôi, cái phòng có cái giường cái ghế cái này thôi, năm hoặc sáu vật dụng thôi đó. Nhưng cái khó là bạn phải vẽ đúng cái phòng đó, những vật dụng đó ở cả phối cảnh 1 2 3 điểm tụ và xung chiếc luôn, rồi là bạn sẽ xong cái phần phối cảnh. Dĩ nhiên bạn nào mà thuộc dạng thích vẽ background, vẽ sau này bạn hướng hướng tới là bạn thích vẽ những cái gì đó có background, bạn muốn vẽ một cái tấm của environment có nhiều thứ trong tranh của bạn thì bạn cần phải học phối cảnh này nhiều hơn, bạn phải chăm chỉ làm phần phối cảnh này nhiều hơn. Còn những bạn nào mà thích vẽ theo cái kiểu chỉ concept nhân vật thôi, vẽ nhân vật thôi kiểu này, bạn chỉ thích vẽ thiết kế nhân vật thôi, bạn không có cái bạn hướng tới đầu tiên trong cái con đường vẽ của bạn đó là bạn muốn vẽ thiết kế nhân vật thôi, bạn vẽ nhân vật kiểu này thôi thì bạn không cần quá quan trọng cái phần phối cảnh, bạn học cho bạn biết thôi, bạn nhớ bạn vẽ thôi, như phối cảnh sơ sơ xa gần là được, cái như cái nào mà gần có thể bự đưa tay phía trước thì nó sẽ bự cái bàn tay, còn cái tay đưa ra sau thì cái bàn tay sẽ nhỏ hơn kiểu vậy thôi, bạn không cần quan trọng quá. Còn nếu như bạn hướng tới vẽ style anime, vẽ những cái cảnh kiểu này, những cái background kiểu giống vậy, bạn hướng tới bằng vẽ thì buộc bạn phải nắm phần phối cảnh nó vững và phải học phần phối cảnh nó nhiều. Rồi
Thì cái clip dạy vẽ tào lao với lao hình này đẹp dữ nha. Clip dạy vẽ tào lao với lao hôm nay mình thì bằng phối cảnh thì tới đây hết rồi. Nói chung là mình thì học qua tìm hiểu qua về phối cảnh thôi, chứ mình cũng không có vẽ nhiều phối cảnh, đa số mình cũng vẽ bằng sếp nhân vật thôi. Tại vì background nó hiện tại thì mình thích nhân vật hơn, mình đang tập trung vào phần sếp nhân vật. Background thì mình thích lắm, có isometric thì vẽ nhiều, mình cũng thích cái kiểu isometric tại nó rõ ràng á. Còn mấy phần background kia thì mình hiện tại chưa có hứng cái nào nữa, mình không có tìm hiểu sâu. Rồi chúc các bạn học vẽ vui vẻ nha. Thì kết thúc ở đây, ai thấy hay thì lên like share, còn ai thấy không hay thôi. Clip này miễn phí mà, quan trọng là miễn phí mà, đồ miễn phí thì nó phải vậy thôi. Chứ mình mà dạy tốt quá, dạy giỏi quá thì giờ chắc là mình có trung tâm nào đó mời mình dạy, không ngồi ở nhà mà làm mấy cái clip trên YouTube vậy đâu. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo. Ở phần sau mình sẽ nói về phần chất liệu. Bye bye.